thành màu cam, vùng nguy cơ rất cao. Nhưng mà hai tuần nay thì số ca tử vong bắt đầu cao trở lại. Bác này bán bánh cam là coi như là bánh cam rau bằng miệng, thành lập năm 1856. Cập nhật cho anh chị hôm nào buổi tối bánh tráng này. Xin đi đồng mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 12 2021 và xin đi đang đứng ở bến Chương Dương. Bây giờ thì khoảng 9 giờ 30. Trước mặt anh chị đó là cầu Ông Lãnh, mé trái là chúng ta về con đường Nguyễn Thái Học với những cái địa danh như là chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, trường Minh Đức để ra Phù Động Thiên Vương. Đối với cái cầu Ông Lãnh ngày hôm nay thì anh chị rất kỷ niệm anh chị ha. Cầu Ông Lãnh xong tới cầu Ca Mét, cầu Móng, cầu Quay Cánh Hội. Cái hướng thẳng là chúng ta sẽ về quận Nhất rồi qua hầm Thủ Thiêm để qua vùng đất Thủ Thiêm. Với video clip này xin đây cũng muốn cập nhật khu vực quận 4 anh chị. Với cái không khí Giáng sinh sắp đến rồi. Năm hết Tết đến, Giáng sinh, Tết Tây thì Sinh Y sẽ đi một vòng khu vực nhà thờ Xóm Chiếu, chợ Xóm Chiếu gửi anh chị và các bạn, và cũng cập nhật thông tin tình hình ở quận 4 gửi anh chị. Đối với tình hình dịch mấy hôm nay là bắt đầu căng thẳng trở lại. Quận 4 từ vùng nguy cơ trở thành nguy cơ rất cao. Nó phân chia theo màu sắc, theo tầng quận anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cầu Ca Mát anh chị ha. Cầu Ca Mát là mé bên phải, qua cầu Ca Mát là con đường Đỗ Thành Nhân, Đồn Văn Bơ đó anh chị. Đây bây giờ thì vùng dịch thì chia theo màu sắc tầng quận 1. Xanh, vàng, cam, đỏ. Mấy bữa quận 4 màu vàng, nhưng mà bây giờ chuyển thành màu cam, vùng nguy cơ rất cao. Và Sinh Y cũng muốn dẫn anh chị chúng ta xem cuộc sống của quận 4, đường phố quận 4 trong những ngày cuối năm như thế nào. Quận 4 khổ rồi, không biết là nó như thế nào. Tại vì người dân ở đây đó, ở phía ngoài đó, thì họ sống biệt lập, chung cư rồi nhà phố, nhưng mà bên trong những cái xóm lao động, những cái hẻm anh chị, sống san sát. Tình hình thì một số tỉnh miền Nam phải khẩn chi viện về y tế, đó là Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang và Sóc Trăng. Đây cầu Ca Mát đây anh chị ha. Chúng ta sẽ đi ý cầu, đúng cầu Ca Mát, đi về Đỗ Thành Nhân, Đòn Văn Bơ. Bên phải là chúng ta sẽ đi xuống con đường Bến Vân Đồn. Sau thời gian coi như là nới lỏng giãn cách, số ca tử vong thì khoảng 20, nhưng mà hai tuần nay thì số ca tử vong bắt đầu cao trở lại, trung bình một ngày là 6 đến 70 ca, và ngày hôm qua là 94 ca. Con biến thể Delta rồi, xong bây giờ lại có con biến thể mới Omicron nữa, thì không biết như thế nào. Theo các nhà khoa học thì nói là Omicron này triệu chứng nó thấp, nhưng mà cũng không biết như thế nào.
và kế hoạch Sài Gòn sẽ chuẩn bị tiêm mũi thứ ba anh chị. Và các em đang từ từ trở lại trường học, nhưng mà chia ra, chia khối lớp. Rồi chúng ta đi con đường Hoàng Diệu, một lát sẽ đi con đường Đỗ Thành Nhân sau nha anh chị ha. Tình hình dịch nó cứ phập phồng, ba hồi tăng lên xẹp xuống, ba hồi tăng lên xẹp xuống. Biết rằng mình sống chung với dịch nhưng mà cũng rất là lo lắng. Và nếu mà đi thẳng là chúng ta sẽ ra con đường Trịnh Minh Thế, cảng Sài Gòn. Sunny sẽ quẹo phải để chúng ta đi xem chợ Xóm Chiếu, một địa danh của quận 4, một vùng đất cù lao bao bọc bởi những dòng kênh như là sông Sài Gòn, kênh Bến Nghé và dòng kênh Tẻ. Mình thấy là quận 4 ở ngoài mặt tiền thì sang trọng, nhưng mà khi mà mình vào trong hẻm thì mình biết người dân thì cũng rất là khó khăn, sống chen chúc với những cái nhà tạm bợ ven theo dòng kênh đen, cái lỗi của nó thì còn rất là khó khăn. Bà con thì cũng buôn bán trở lại rồi. Trong lòng chợ thì bắt đầu là buôn bán rồi anh chị. Đây là con đường Lê Văn Linh, đi thẳng là chúng ta ra khu vực con đường Trịnh Minh Thế. Có cái bồn nước ở chỗ cảng Sài Gòn các anh chị. Và anh chị thấy những hàng rào vẫn để đó và sẵn sàng kéo lại bất cứ lúc nào khi mà nó chuyển qua vùng đỏ, bây giờ thì vùng cam. Nếu mà không đeo khẩu trang là phạt từ 1 triệu đến 3 triệu anh chị ha. Rồi chúng ta quẹo lại đi một vòng chợ, sau đó sẽ men theo con đường để đi về con đường Trịnh Minh Thế. Trịnh Minh Thế không, con đường Đỗ Thành Nhân, rồi đi về nhà thờ Xóm Chiếu nha anh chị ha. Ngày xưa là cái tòa nhà phía trước mặt anh chị đó là bệnh viện anh chị, nhưng mà bây giờ trở thành cái building. Trước năm 1975 là nó là bệnh viện đó. Phía trước mặt anh chị đó là có những cái rào. Quận 4 này nó cứ ngày trước khi mà dịch mà tháng 7 đó thì quận 4 này bị lây nhiễm nhiều lắm. Mặc dù bà con chích 2 mũi rồi nhưng mà vẫn lây nhiễm anh chị. Nhìn vào số ca tử vong thì mình cũng hình dung được một phần nào đó, chợ Xóm Chiếu, con đường Đinh Lễ nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra con đường Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân nha anh chị. Men qua một cái hẻm.
điều rất là đặc biệt khi mà ra đường trong thời điểm này thì 10 người hết rồi, 9,9 người là đeo khẩu trang là gì, mọi người sợ lắm. Rồi chúng ta sẽ đi là vẫn tiếp diễn bán tôm hành trên con đường này. Cho này này giống như một cái hẻm anh chị. Rồi. Rồi cảm ơn anh. Cuối tuần này thì Sunny sẽ về Vũng Tàu anh chị ha. 6 tháng rồi vì cái dịch thì không có về, nhưng mà nhớ biển nhớ nhà quá. Cuối tuần này sẽ về Vũng Tàu, phải khai báo y tế ở nhà và sẽ đi vào biển. Mời anh chị lên xe để đi vào biển để cập nhật tình hình ở Vũng Tàu gửi anh chị và các bạn. Bánh cam. Bác này bán bánh cam là coi như là bánh cam rau bằng miệng. Đó. Bên phải là chúng ta có con đường Đỗ Thành Nhân để về cầu Ca Mắc. Ở Sunny quẹo trái. Con đường Đỗ Thành Nhân này nó cũng giống như xưa. Và ở đây thì nó có một cái chợ, cứ ở đây những con đường nhỏ nhỏ nó trở thành cái chợ anh gì. Người ta bán ven đường như thế này. Lâu lâu thì các nhà chức trách rước, chạy, chạy xong đầu hết rước rồi bắt đầu bán trở lại. Quận Tư này có rất là nhiều chợ, gì chợ Tôn Thất Thuyết, chợ Cầu Cống, chợ Sớm Chiếu, chợ 200 và có nhiều cái chợ tự phát trong cái xóm nữa. Trước mặt anh chị đó là con đường Tôn Đản. Năm hết Tết đến rồi mà cứ tình hình dịch này nó cũng căng thẳng. Năm nay thì dự định là sống chung và với dịch và mở các chuyến bay quốc tế, nhưng mà tự nhiên cảnh báo con Omicron thì nó ngừng hết, nó làm thay đổi hết những kế hoạch. Và Sài Gòn thì chưa có ca Omicron nào anh chị, nhưng mà Thái Lan có rồi, Sing có rồi, Malai có rồi, những nước quanh đây có rồi. Và những chuyến bay bắt đầu phải xem xét lại có mở lại những chuyến bay quốc tế hay không. Đó, ở đây là chợ Cầu Cống anh chị ha. Thấy bà con buôn bán như thế này đó, nhưng mà một tí nữa thôi đã bắt đầu là có nhà chức trách bắt đầu họ dọn, bắt đầu họ chạy.
khu vực này thì đi thẳng vào bên trong thì nhà cửa còn lụp xụp lắm anh chị. Chợ Cầu Cống. À, lý do gọi là chợ Cầu Cống thì theo các bác xe nôm chia sẻ, đầu đường ngay chỗ Tôn Đản thì có một cái cầu, có một cái cống nước nên ta gọi là chợ Cầu Cống. Nó nằm trên con đường Đỗ Thành Nhân luôn. À, đây là con đường mình dẫn mình đi về Xóm Chiếu, con đường Xóm Chiếu. Quận 11 thì hôm qua cũng báo từ vùng xanh trở về trở lại vùng vàng anh chị, quận 11 cũng vậy. Nhưng mà quận 4 này căng thẳng nhất. Cần Giờ từ hồi xưa thì đầu dịch thì là vùng xanh, nhưng mà bây giờ là vùng vàng đây. Nhưng lo nhất là quận 4, quận 4 nó cứ phập phồng trong suốt mùa dịch. Bà con mua rau nè. Đó, bà con cứ buôn bán dọc hai bên con đường này. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái đoạn đường này trước mặt anh chị, đó là con đường Xóm Chiếu nha anh chị ha. Đi thẳng vào trong là một cái xóm hẻm sâu ngoằn ngoan trong trong. Sunny sẽ đi một đoạn để vào xóm hẻm đó và quay lại Xóm Chiếu. Quan trọng là cái video clip này cũng theo yêu cầu của một bác muốn là coi quay lại một vài con đường xóm đạo quanh nhà thờ để coi cái không khí Giáng sinh năm nay như thế nào. Và cũng xin thưa anh chị, mấy hôm nay thì cũng đi xóm đạo nhưng mà đi vòng vòng mà thấy không khí thì nó buồn tẻ lắm, chưa có trang trí gì hết. Đi thẳng vào đây giống như cái mê cung đó chị. Nó xà quần trong cái khu vực này đó, nó kéo dài như thế này nè. Tới đây thì Sunny sẽ quẹo lại, đi thẳng vào bên trong kia. Nó xa quá. Đây thuộc phường 18 quận 4. Vẫn là con đường đồng dân bơ Đỗ Thành Nhân. Bên phải có cái đình làng anh chị, bên phải hình cũng hay. Ở trong đây rất là nhiều cái đình làng mảnh đất xưa cũ mà của Sài Gòn từ thời chú Nguyễn đến giờ. Rồi bây giờ mình quẹo trái để về nhà thờ Xóm Chiếu nha anh chị ha. Nơi đó có chợ 200, là cái hẻm 200 Xóm Chiếu đó anh chị.
đây con đường Xóm Chiếu. Sau lưng á, nếu mà quẹo phải, hồi nãy ra con hẻm đó quẹo phải là chúng ta ra con đường Trịnh Minh Thế, cảng Sài Gòn. Và cứ buổi tối thì ở đây nó chợ cũng nhộn nhịp lắm. Trong những cái thời gian trước đó, nó chợ thành phố ẩm thực, mà giới trẻ thường thường tối về đây. Năm nay Giáng sinh buồn mà nhiều lúc mình muốn là quay cho anh chị thấy cái không khí, nhưng mà thực tế thì chưa có làm gì cả. Một số ngôi nhà thờ cũng lớn lắm, năm ngoái làm rồi, giờ này phải làm rồi cho kịp, nhưng mà vẫn chưa thấy rục rịch gì hết. Bây giờ thì nó đỡ hơn anh chị, cách ly tại nhà. Nhà nào có ca dương tính thì họ cách ly tại nhà. Hồi trước có một cái bảng màu đỏ, một cái dây văng ngang. Còn ngày xưa là một sớm thôi, có một người cách ly cả sớm, nhưng bây giờ đỡ rồi. Và cái việc phân định vùng nguy cơ rất cao, nó dựa trên quận. Từ quận đó thì đơn vị hành chính nhỏ nhất đó là tổ, khu phố, phường, quận, thành phố đó. Đây là bên trái là chúng ta vào nhà thờ nha anh chị ha. Sunny sẽ cập nhật nhà thờ Xóm Chiếu, tháp chuông nhà thờ, một ngôi giáo đường cổ kính của khu vực Xóm Chiếu. Và xin đi coi cái việc trang trí Giáng sinh như thế nào, cũng chia sẻ với anh chị. Thành lập năm 1856, chị thấy cũng rất là lâu đời rồi. Xin thường là chạy vòng ngoài như thế này nè, để mình coi có trang trí chưa. Nếu trang trí rồi thì xin đi sẽ lựa một ngày để gửi anh chị. Và với hình ảnh này thì xin thưa anh chị, chưa có một cái tín hiệu gì trang trí Giáng sinh. Một năm Giáng sinh buồn. Chưa anh chị ơi, chưa có gì cả. Và một tín hiệu cứ đến hẹn lại lên, thì phía trước mặt chúng ta đó là một con đường xóm đạo. Thì anh chị thấy có trang trí những cái ông sao, những dây đèn mới văng đây đó, chắc có mới văng đây. Mấy bữa xin đi thì không thấy. Cái sớm này mới văng. Đây là một cái tín hiệu Giáng sinh ùa về rồi anh chị. Cập nhật cho anh chị, hôm nay buổi tối thì khoảng vài bữa nữa mình quay lại cái khu vực này vào buổi tối anh chị ha. Đây là con đường Tôn Tất Thuyết,
mé trái là về cầu Tân Thuận. Bây giờ mình sẽ chạy về chợ 200. Còn đây con đường Tôn Đức Thuyết nè anh chị. Mé trái là dòng kênh Tẻ. Con đường này mỗi lần mà chiều cường nước sông lên thì con đường này cũng ngập. Thì hiện tại họ đang làm cái hệ thống thoát nước thì không biết như thế nào. Bên con đường Trần Xuân Soạn quận 7 thì họ cũng làm cái bờ kè rất là cao. Rồi mình quẹo vào xóm Chiếu anh chị ha. Không có đi con đường Tôn Đức Thuyết, quẹo vào xóm Chiếu đi chợ 200 để coi cái không khí cuộc sống. Để nói ngày xưa là có những con đường như là Trịnh Minh Thế, Đỗ Thành Nhân, Tôn Đức Thuyết, Tôn Đản, Sớm Chiếu, Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn. Đó là những con đường chính hiện hữu từ xưa đến giờ. Bây giờ có những con đường khác nữa, nó có tên, ví dụ như tên con đường Khánh Hội, nó là con hẻm của con đường Tôn Đức Thuyết, con đường Đường Đỏ. Bây giờ quận Tư cũng phát triển rất là nhiều anh chị. Rồi tới cái giao lộ ở phía trước mặt anh chị, bên phải là vào nhà thờ, hồi nãy xin đi quẹo vào rồi đó. Má trái là một con ngôi chợ trên một con hẻm 200 xóm Chiếu, ta gọi là chợ 200. Mình sẽ đi vào đây. Đó, các nhà chức năng đang dọn dẹp, dọn dẹp nên cái chợ này, chỗ này nó vắng nè. Ban ngày là cái chợ, nhưng mà buổi tối chợ thành một cái khu phố ẩm thực. Mai trái là người ta ngay chỗ nhà cách ly đó, phải ăn cái dây. Đây là một con hẻm ở trong ngoằn ngoèo trong quận Tư, để chúng ta đi ra con đường Đỗ Thành Nhân, Đoàn Văn Bơ.
Đây là con đường Tôn Đản anh chị. Đây là nếu mà chúng ta đi thẳng phải không, là chúng ta đi ra con đường Trịnh Minh Thế. Với video clip này thì Sunny sẽ rẽ trái để chúng ta về con đường Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân. Sau đó thì mình sẽ đi bến Vân Đồn tới cầu Móng, quẹo một vòng lên cầu quay Khánh Hội nha anh chị ha, tới khu vực bến Bạch Đằng, ngay chỗ cái nhà hàng Mỹ Cảnh ngày xưa đó. Thì sau đây sẽ stop các clip con đường Vĩnh Khánh chưa tới kia mới lại là Đỗ Thành Nhân. Đây Đỗ Thành Nhân, Đoàn Văn Bơ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Bánh Bơ. Huỳnh Văn Bánh là ở Phú Nhuận, nhưng mà xin Nhi cứ nhớ là Bánh Bơ, Bơ Bánh. Con đường này ngày xưa đến nay nó nhỏ xíu vậy anh chị. Thì cũng cầu xin coi dịch này nó giảm bớt để bà con buôn bán cho cái dịp Tết này, chứ mà dịch này kéo dài là cảnh báo nguy cơ rất cao, thì nó sẽ có những cái chỉ thị như giãn cách phong tỏa cho một cái khu vực nhỏ, thì lúc đó thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn. Đồng tiền bây giờ khó kiếm lắm anh chị, vật giá thì leo thang, công việc thì không có, thất nghiệp nhiều. Trước mặt anh chị đó là con đường Hoàng Diệu nha anh chị ha. Hoàng Diệu là một con đường chính, nơi đây thì nó có chợ hạng phân, chung cư hạng phân, rồi cư xá Vĩnh Hội. Rồi trước mặt anh chị đó là cái cầu
Camex, à, đèn xanh đèn đỏ thôi. Camex, anh chị thấy cái cầu Camex để bắt qua bên quận nhất mà anh chị thấy bây giờ nó thay đổi nhiều, mà Sunny không có đi lên cầu, mà nãy trên cầu xuất phát video rồi, Sunny đi ngang cái dạ cầu để chúng ta về bến Vân Đồn ra cầu Móng. Anh chị nhìn thấy con đường bến Vân Đồn là hết hồn anh chị. Nó rộng rồi, nó phát triển nhất so với những con đường quận 4. Là khu vực bệnh viện quận 4 nè. Bây giờ vô bệnh viện ớn lắm. Sàng lọc, khám sàng lọc mấy hôm nay thì Sài Gòn 1.000 mấy, 1.000 mấy, 1.400, 1.200, 1.500, 1.700 thì cũng do vô bệnh viện sàng lọc, hoặc là người ta có triệu chứng đó rồi người ta đi đi khám để lòi ra thôi, chứ bây giờ nó không còn cái dạng test cộng đồng. Bên phải là một con đường để ra chợ, chợ Sớm Chiếu để đổ cá, cá trê phóng xanh. Đây xanh xanh má bên trái đó là khu vực cầu Móng đó anh chị. Còn bên quận nhất là hội trường Viên Hồng và công ty chứng khoán Kho Bạc Nhà Nước, má bên hướng là bến Trần Dương. Đây, máy trái là cầu Móng đây anh chị. Đó, cầu Móng. Trên đây sẽ xa xa là cầu quay Khánh Hội. Rồi, tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip để anh chị cập nhật tình hình ở quận 4, cuộc sống quận 4 thông qua những con đường quen thuộc. Và cũng cầu xin mọi việc qua mau, quận 4 sẽ chuyển màu trở thành màu xanh để bà con bớt khổ. Quận 4 thì thấy giàu thì giàu đó, nhưng mà bên trong lỗi thì rất là khó khăn. Những cái xóm nhà sàn mang theo dòng kênh, bà con quận 4 luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, làm ăn khấm khá và có cái Tết sum họp gia đình. Chứ dịch bệnh như thế này thì cũng khó khăn, mong rằng nó qua mau. Và cũng không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, an lành trong cuộc sống. Và tới đây thì Sunny sẽ quẹo lên cầu quay Khánh Hội để về với lại bến Bạch Đằng nha anh chị ha. Sunny rất là vui thực hiện các clip này, chở anh chị đi vòng vòng quận 4, ngắm cái vùng đất cổ của Sài Gòn xưa nay như thế nào. Rồi, bye bye, cầu quay Khánh Hội cũng nói lời chia tay anh chị và các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại trong những clip sau.